Đây là cây cầu Long Biên, xây dựng năm 1890. Hoàn thành năm 1903, hơn 100 năm rồi. Ở đây có mấy bạn chụp ảnh nè. Đây là cái cầu. Làm sao vô đó được hay hả? Trên này sắt nó gãy sắt hết rồi. Đây là 1899 nè, tới 1902. Sắt ở đây nó gỉ hết rồi. Đi chiều lại.
hay như rừng vậy. Chú cho cháu hỏi là cái đường sắt này thì nó vẫn còn hoạt động không chú? Đường sắt hoạt động. Dạ. Hoạt động là xưa thì nó là cả ô tô và cả phương tiện khác, là cái tàu đi qua thôi, cả xe máy, xe đạp, tàu hỏa. Bây giờ thì cấm ô tô mà chỉ sử dụng cho tàu hỏa và tuyến phía Bắc và xe máy, xe đạp. À, bây giờ là cấm ô tô luôn. Cấm ô tô ra cũng hết hạn. Rồi bây giờ đây là mình vẫn còn giữ lại là giữ để giữ là cái đường sắt tàu hỏa, phương tiện xe đạp xe máy có gì đấy, ô tô thì cũng cấm, thì ô tô đang mở cái đường khác rồi. Này con thấy là xe máy chạy thôi đã thấy nó rung rinh rồi nè, mình rinh như đây là mình gờ như đây là thấy rung. Nó là chỉ là cái thanh sắt nó đưa ra thôi, đón ngày xưa thời Pháp nó làm là nó làm rất là ra là chỉ để ô tô hạng nhẹ đi thôi, ô tô hạng nặng đi sao được cái đường này, xe tăng xe tải không đi được, vẫn tăng không đi được đường này đâu. Xưa Pháp là mỗi cái cầu này đi sang đây thôi, nhưng từ sau này phát triển thêm cái cầu khác. Dạ. Cầu này nó hết tuổi thọ rồi. Sau này thì bên kia có cầu Nhật Tân lớn rồi. Nó còn đang làm từ mấy cầu. Dạ. Bên này là cầu Kinh Dương, phía dưới là cầu Vĩnh Tuy, phía dưới nữa là cầu Thanh Trì. Chưa đầy chục cây số, khoảng chục cây số mà gần chục cây cầu. Bên này là cầu Nhật Tân, nó đang tiếp tục đang làm cầu Tứ Liên. Tứ Liên thì có nhìn cái mật độ đấy, tầng dân họ đi giờ này rồi. Dạ, quá trời đông ha. Giờ này bây giờ buổi sáng thì làm từ bên kia ra sang chung cư mọc nhan nhản, bên kia thì dân ở các tỉnh về cư ngụ thì cơ sở hạ tầng nó yếu kém thì không theo kịp được, giúp cuộc sống chậm. Cái bên kia hình như là cũng đang xây dự án gì phải không chú? Cái bên kia cầu. Nhưng mà chắc nó cũng có nhiều dự án. Dạ. Mình không rõ được. Cái quy hoạch nắm được. Ngày xưa thì là bên kia thì nó thuộc về ngoại thành. Mình gọi là vùng nông thôn của thủ đô. Dạ. Bây giờ thì nó phát triển lên thì nó thành nội đô rồi. Mở rộng Hà Nội mở rộng ra thì khu vực đấy là thành nội thành rồi. Ờ. Quận nội thành. Bây giờ quá trời cầu nó bắt qua, bây giờ giao thông thuận tiện rồi. Đi qua 50 phút là tới rồi. Tắt cầu Nhật Tân đi. Hôm nay cũng tắt. Kiến trúc cây cầu ở đây lạ quá ha. Nó làm giống như là giống cái này nè. Chéo qua chéo lại. Cái cầu kia nó nào mô phỏng theo cái cầu nó làm theo cái công nghệ của cầu này. Dạ. Cầu kia cũng thuộc những 20 năm rồi. Ồ, hay, cái cầu về sau thì nó làm theo công nghệ mới. Xưa công nghệ cầu nó không phát triển như bây giờ. Dạ. Nên là cái cầu kia nó làm theo cái công nghệ của cầu này. Cầu này cầu trong là... con mà thường là mấy cái cầu bự vậy là làm gì phải? Cầu Việt Nam mình làm đầu tiên. Dạ. Cầu Việt Nam mình tự làm đầu tiên. Thì làm mô phỏng theo cái cầu này làm dáng giống luôn. Thì cầu này thằng Pháp làm cầu trên kia là Liên Xô ngày xưa, gọi Liên Xô cầu Thăng Long nữa. Dạ. Cầu Liên Xô tại chợ cũng làm cho từ những cái cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cái nữa là cái cầu Tứ Liên như này, cầu gì Tứ Liên, cầu Kim Dương, cầu Tứ Thế, cầu Tuy, cầu Chi, rất nhiều cầu. Đi đáp ứng giao thông nổi chứ bây giờ phát triển quá. Mà trùng tu lại á chú. Cái này nè. Cái đó ngày xưa cái thời chiến tranh cái cầu này là nó vận chuyển tàu cảng hàng không hàng hóa từ cả về đây về tỉnh Việt Nam tới Việt Nam thì bắt buộc là phải đi qua cái cầu này thì nó đánh vào cái cầu này luôn. Thì là đó là xe tăng đầu chở bom đạn cũng đi đường này. Xe tăng pháo. Pháo đạn pháo rồi. Đất chú ý là đều phải đi cũng như chỗ cầu hỏa. Ngày xưa chỉ nhớ nhập của bên Liên Xô, Trung Quốc về thôi. Chỉ nhớ đi đường này, đi đường biển thì tàu hải quân Mỹ quay hết ngoài. Tàu phi công quay hết.
bây giờ chưa ai giải thích được, đã có thời gian nó đăng lên báo cái đây hơn một năm đăng lên báo, chưa hiểu lý do gì mà nó lại đi trái đường này từ từ khác. À, nó đi ngược vậy ha. Án lý bên này là người ta phải đi này qua đưa đến bàn để tìm trao giải thôi, chưa có một câu trả lời. Đúng rồi. Là lý do gì mà cái ông thiết kế cầu này thì người khác ông thiết kế theo cái lịch trình này cũng chưa tìm ra nguyên nhân hả chú? Nhưng mà nếu như nó là cô Anh đó thì mình có thể giải thích được, tại Anh nó chạy ngược với mình, Anh thì chạy ngược trái. Đúng. Này này phải nói đâu mới biết, nhưng người ta cũng không để ý đó. Này chiều chiều chú ra không gió hả? À? Ngồi không gió chơi hả? À? Đi qua thì chờ đến giờ việc mát và thành phố nóng. Dạ. Giờ đến giờ đi đi. Bữa nay thấy mát à. Mấy bữa trước mấy bạn cũng nói ở đây nó nóng lắm. Qua đợt vừa qua hai tuần nay là nó mát lại. Cầu này thì từ Tây nước ta đều ra đây thu hoạch nhiều. Dạ. Cầu cái khu vực nó đẹp, thu hoạch như này nó đẹp. Dạ. Nhất là các cái nữ là hay ra đây thu hoạch. Dạ. Thấy dưới kìa có nhớ tay nắng nóng ra ngoài trường mát rồi tay cũng khoái lắm. Chú ở đây con đi một vòng xíu ha, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Đây là tiếp tục mình đi khám phá cầu khám phá cầu Long Biên. Thì hôm nay được vừa mới gặp được một chú nói về cái chút về cái cây cầu cũng khá là hay, mà thật sự là cũng thấy là bạn thấy không, bên đây là đáng lý là phải chạy hướng cùng chiều nè, nhưng mà rốt cuộc thì cái chiều bên này lại là cái chiều ngược, cái chiều bên kia thì lại là cái chiều xuôi, không ngộ vậy đó. À, thấy không? Mẹ nó ngược áo chụp lên nó đẹp lắm. Nắng lên nó ảo. Ở đây thì ngày xưa là cái khu gọi là nông thôn như chú nói nãy, vùng nông thôn của Hà Nội. Đây cũng y như cái khu quận 2 với lại quận 7 chỗ Nhà Bè đồ ở dưới Sài Gòn thôi. Và sau này thì chắc là khu này sẽ quy hoạch lại, nó chuyển lên thì khu này sẽ quy hoạch lại ấp và đê đồ lên cao lên chứ không như vậy. Ở đây mình thấy ngập lên chưa. Xe quá. Bạn thấy rung rinh. Giờ để xé cái camera vô cầu để cảm nhận được rung rinh nha. Bạn thấy rung rinh không? Cái xe máy chạy qua thôi đã rung rinh vậy rồi á. Cầu này là tương đương với cái này. Nó cảm giác nó rung rinh nè. Năm thế hệ là 100
20 năm hả? Trong 2018 gần 120 năm. Hôm nay cô chú chụp hình nhất đấy. À. Sợ xe mà. Giờ mình chui vô đây thử cảm giác để đi trên đường ray thế nào. À. Thấy cô chú đi đứng cái này. Hôm nay đẹp hơn nè. Bạn thấy không? Cái xéo bên này thấy không? Ở đây tại vì nó ảo. Đây mình thấy nè. Lên hình nó ảo lắm tại vì cái màu gỉ sắc á. Cái màu của sắc gỉ á. Nó lên hình nó rất là đậm. Nó lên hình nó đậm cho nên là chụp lên nó nhìn nó đẹp. Đó, bây giờ mình cắt camera. Thì cái cầu này bây giờ thì nó vẫn còn, người ta vẫn còn sử dụng cho xe lửa. Còn bây giờ cấm ô tô rồi, ô tô không được chạy nữa. Ở bây giờ mình đi ga. Nhìn ở trong này thấy sợ quá. Kiếm đường đi ra. Chui ra lỗ này. Các bạn thấy không, là xe lửa chạy nó bóng, cái này giống như cái đường ray ở thành phố Hồ Chí Minh, không có gì lạ hết. Nhưng mà cái cầu này được cái là rung rinh. Chắc nó gỉ hết trơn. Gỉ sắt hết trơn rồi, cũ dữ lắm rồi. Ngày qua mưa gió bơm đạn thì nó không còn, ngày xưa là dính đạn ở đây rất là nhiều. Đạn dùng nó mới nổ ở đây thì chúng ta thấy nó mòn hết trơn. Dưới kia là cái gọi là cái nhịp của cây cầu. Cái nhịp đó là được xây tái chế lại gần đây, nó cũng lâu đời lắm rồi. Đưa ra đây. Mình đi ra được cái khúc giữa sông rồi đấy. Đây y chang như vùng quê miền Tây mình thôi, không có gì khác hết.
gì khác của miền Tây hết, được cái là có cây cầu này thôi. Thật ra thì nó cũng chẳng có gì, được cái là ra các bạn sống ảo thì chụp hình nó đẹp, cho nên là mọi người đổ xô ra đây. Này mình sẽ đi qua bên kia cầu để mình chụp lúc mà mặt trời xuống chỗ cái chân cầu bên kia. Bên kia xa xa là mình thấy cái cầu, cầu gì nãy chú nói quên rồi, Thăng Long hả? Thăng Long hay sao quên mất. Cây kia cây này là tương đương chiều dài với nhau, xây dựng cùng kiến trúc, do cái cầu kia là copy của cái cầu này. Quá là chuối. Ở đây giữa cái hai cái bờ sông, đây là cái cù lao. Lao giữa cái sông này thì hôm bữa mình có nghe nói là ở đây có người dân tộc ở đây sinh sống. Anh gì nói đó không nhớ tên. Anh Nam hả? Trong này có một cái tục lệ, cái tục lệ hay là cái thói quen gì đó, một cái lễ gì đó, là tới cái ngày đó thì ra tắm tiên ở cái vùng giữa của cái này của bờ sông bên đây là tắm tiên. Không biết có thiệt hay không, nghe nói vậy thôi. Đây là y chang cái quê luôn, không khác chút nữa. Quê cũng trồng chuối rồi. Khi người ta làm đồng, xa xa là người ta làm đồng, người ta đốt đồng lại nằm nương trồng cái đó hình như là rau củ gì đó. Rau muống quá, rau muống với lại hành. Khu này giống như là một cái khu biệt lập cù lao giữa thành phố, giữa hai bên là cái đô thị tấp nập, bên kia cũng là đô thị, bên đây cũng là đô thị, bên đây là nội thành nè, thấy không? Thì ở giữa cái giữa cù lao này, mấy anh kia cầu của cù lao cũng là cù lao, rồi cái cầu này bắt qua cù lao, ở bên đây cũng là cù lao. Thì biệt lập, không có cái nhà cao tầng gì hết, lý do là ngập. Sau này muốn xây cái này người ta phải xây đê hai bên của cái cù lao này, bên này với bên kia, thì mới có thể xây được cái nhà cao tầng. Ở đây có người, có xe máy xuống được, ta có làm đường cho xe xuống nè. Khúc này là không có nhịp, ở giữa khúc này không có nhịp.
ở đây là cái đỉnh thấy mặt trời lên cái đỉnh cầu này. Ồ, đứng đây đúng thời điểm luôn, đúng thời khắc luôn. Không sợ, không sợ dòng đời xuôi ngược. Đây có đường đi xuống nè, không biết dưới có gì nhưng mà chắc là nhà dân thôi, người ta có trồng rau cải. Nếu bạn nhìn thấy là đường xuống nè, người ta trồng khoai lang nè, cải nè, cải xanh, cải ngọt với cần, rau cần. Giờ lưa hết được. Cái gì vậy? Đây, tiếp tục câu chuyện. Ở đó có chuối nè, rồi nhãn đủ thứ nè. Cái này là cung cấp trái cây đồ cho thành phố nè. Đây có rau dấp cá nữa, ớt nữa. Như đứng bên đây hơi sai rồi, đáng lý phải đi bên kia mới chụp đẹp. Đúng rồi, cầu bên đó là cầu gì vậy chị? Trương Dương à? Cầu Trương Dương. Cầu không có bụi. Trương Dương độ. Cầu Trương Dương. Không biết mấy người chụp hình nãy có chạy vô chưa. Giờ đó các bạn thấy không? Lo mà chụp hình mà không để ý chạy không có kịp đâu, cho nên phải chụp cho lẹ rồi chạy chỗ khác liền. Chạy tốc độ cũng không có chậm, chạy chắc cũng tầm 4-50 cây số giờ chứ không chậm đâu. Đây khá là đẹp, chụp tấm ảnh coi. Mặt trời kìa, có mấy tay đứng phóng gió rồi nè. Wow, ở đây hùng vĩ luôn á, giống trên núi rừng Tây Bắc ha. Bạn thấy nè, kia là cầu Trương Dương, bên này là cầu Long Biên.
mình đứng ngắm cầu một xíu đi. Bạn thấy bên kia là xe cộ là đông đúc. Lúc này là cái giờ cũng như là người ta đang làm rồi, cho nên là cũng đông xe lắm. Sóng nước chảy gắt lắm, tương đương với cái sông Cổ Chiên ở dưới quê mình vậy đó. Nước này là nước cái nguồn từ sông Đà xuống, mà nhờ là nó có đê rồi, nó đê ngăn lũ rồi nên nó giảm. Nếu mà không có đê mà ngăn nước từ thượng nguồn xuống thì chắc là có lẽ cái Hà Nội sẽ chìm trong biển nước cho trong mùa mưa. Cầu tình yêu nữa nè, khóa cái này là móc khóa lẻ loi. We'll be right back.
Thank you.